Chào các bạn, ở đây mình đang có cái điện thoại Huawei Nova 2i, cái Vivo V7 và cái Oppo F5 Youth. Thì cả ba cái điện thoại này có một điểm chung là nó đều là những điện thoại trung cấp và đều sử dụng cái màn hình 18:9. Tuy nhiên thì có một cái điểm nữa là cả ba cùng hỗ trợ cái khả năng nhận diện khuôn mặt, sử dụng phần mềm, một cái tính năng mà xuất hiện khá nhiều trên những điện thoại trong thời gian gần đây. Và bây giờ chúng ta sẽ so xem là cái máy nào có khả năng nhận diện nhất trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Đầu tiên bọn mình sẽ thử đăng ký khuôn mặt. Thì ở bài thử này Huawei Nova 2i là cái điện thoại về đầu tiên, tiếp đến là Vivo V7 và cuối cùng là Oppo F5 Youth. Thực ra thì kết quả bài thử này không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng chúng ta. Trong cái việc sử dụng bình thường thì ở trong những điều kiện thuận lợi nhất thì Oppo đứng thứ nhất, Vivo thứ nhì và Huawei Nova 2i đứng thứ hai. Cái lý do dẫn đến cái việc mà Nova 2i nó chậm nhất là bởi vì nó có khả năng nhận diện được mắt nhắm. Thì cái điều này sẽ mang tính bảo mật hơn rất là nhiều, của Oppo F5 và Vivo V7 thì không có khả năng này. Vivo V7 và Nova 2i có một tính năng rất là đặc biệt là khi máy đặt trên bàn các bạn nhấc lên thì nó tự động mở khóa cho chúng ta, còn Oppo thì không có. Tuy vậy thì Vivo V7 hơi khó chịu hơn khi bạn phải dựng máy thẳng, còn Nova 2i cứ nhặt lên là nó có thể mở khóa rồi. Thì đây cũng là cái điểm mà mình đánh giá cao. Còn trong điều kiện ngược sáng thì Vivo V7 là cái máy có thể nhận dạng nhanh nhất, Oppo F5 là thứ nhì và cuối cùng là Nova 2i. Thử nghiệm kéo khẩu trang xuống thì cũng tương tự như vậy, cặp đôi Oppo và Vivo vẫn luôn luôn chiếm vị trí thứ nhất, còn Nova 2i đứng thứ nhì. Có lẽ một phần là bởi vì nó phải kiểm tra rất là nhiều thông tin, kiểm tra cả mắt, cả khuôn mặt của chúng ta để xem mắt có nhắm hay không. Trong bài thử điều kiện thiếu sáng thì tình hình lại quay ngược trở lại, Oppo đứng thứ nhất, Nova 2i vượt lên thứ nhì, còn Vivo V7 là đứng thứ ba. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu mà muốn tham khảo chi tiết hơn thì các bạn bấm vào đây để xem cái bài viết về ba cái máy này, hoặc là các bạn có thể subscribe cái kênh YouTube của mình. Cảm ơn các bạn.